Bộ Công Thương công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Ngày 11 tháng 6, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác cán bộ. Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã trao các quyết định điều động bổ nhiệm ông Trần Thành Vin, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường thành phố Hải Phòng, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Công Thương. Bổ nhiệm ông Đặng Hải Dũng, chuyên viên cao cấp vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững. Bổ nhiệm ông Dương Đức Anh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ cao, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học và Tự động hóa. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chúc mừng các đồng chí nhận quyết định điều động, bổ nhiệm. Thứ trưởng đánh giá, các đồng chí đều có nhiều kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Việc điều động, bổ nhiệm là sự ghi nhận của lãnh đạo bộ, tập thể các cơ quan, đơn vị và xứng đáng với sự nỗ lực phấn đấu của các đồng chí trong thời gian qua. Cho nên là cũng mong là ba đồng chí tiếp tục là tu dưỡng, rèn luyện và đặc biệt là gì là cùng với tập thể lãnh đạo của đơn vị. Mà các đồng chí cùng làm việc với nhau để làm sao cố gắng là sẽ tạo nên một tập thể lãnh đạo, cơ quan, công chức, người lao động của đơn vị là đoàn kết và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công Thương giao phó. Thay mặt lãnh đạo các đơn vị vừa nhận quyết định điều động, bổ nhiệm, tân Phó Chánh Thanh tra Bộ Công Thương Trần Thành Vin bày tỏ vinh dự khi được Ban Cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo Bộ dành sự tin tưởng, tín nhiệm. Được bổ nhiệm vào vị trí mới là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà tôi cùng các đồng chí vừa được bổ nhiệm cần phải gánh vác. Tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, phát huy hết khả năng, kiến thức và kinh nghiệm của bản thân để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ từ các đồng chí lãnh đạo, sự phối kết hợp chặt chẽ của các đơn vị trong bộ và sự ủng hộ nhiệt tình từ các công chức đồng nghiệp. Tôi tin rằng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Bộ Công Thương ngày càng vững mạnh. Để thực hiện thành công những nhiệm vụ được giao, tân Phó Chánh Thanh tra Bộ Công Thương bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ lãnh đạo bộ, sự phối hợp hỗ trợ thường xuyên của các đơn vị trong bộ và sự ủng hộ của tập thể lãnh đạo, công chức trong cơ quan, đơn vị.